trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SPTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SPTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SPTN. Và thưa quý vị, hôm nay thứ hai đầu tuần 24 tây tháng 3 năm 2014. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SPTN. Ngày hôm nay tin tức vẫn tiếp tục liên quan đến cái chuyến máy bay MH370 của Malaysia trong cuối tuần vừa qua. Cho quý vị nghe chương trình của SPTN, quý vị cũng đã thấy có nhiều cái tin tức lúc này lúc kia, tìm thấy chỗ này tìm thấy chỗ kia, cuối cùng không được gì cả. Trước khi đi vào chuyến bay 370 thì chúng tôi xin đi vào một cái chuyện cũng thực ra thì có thể đối với nhiều người nó không quan trọng, nhưng mà đối với anh em chúng tôi, ngày hôm qua, chúng tôi trong cuối tuần vừa rồi có dịp đi tiễn đưa nhà báo Vũ Ánh đến gọi là một cái, không có nói là về nơi an nghỉ cuối cùng hay mình cực lại, bởi vì xác anh đã được thiêu và anh đã được siêu thoát. Trong cuối tuần vừa qua phải nói là tôi cũng đi nhiều đám ma lắm. Mỗi đám ma có cái đặc biệt. Hôm trước tôi nói đám ma anh Việt Dũng cách đây 100 ngày. Cũng rất nhiều đồng hương chúng ta đi, cả ngàn người. Đám ma Vũ Ánh thì không đến con số đó, thưa quý vị. Nhưng mà đám ma Vũ Ánh, nhà báo nhiều lắm, giới truyền thông, bởi vì anh có 50 năm làm truyền thông. Và đặc biệt trong đám tang của anh lại có những bạn tù, những người tù phải nói là kiên cường, ở những cái trại Z30C và trại A20. Và đây là tối ngày thứ 6, ở tại Tòa soạn Nhật báo Người Việt đã làm cái lễ tưởng niệm cho anh. Đây là cái hàng người mà xếp hàng lên là thắp cho anh một nén nhang. Anh Mai Phi Long tối hôm đó cũng có ở đó đúng không? Vâng, có đó, tôi cũng thắp cho chú Ánh một nén nhang. Và lúc đó thì thôi ngồi trong đây thì chắc tôi ngồi đâu đằng sau cuối cùng. Vâng, cái line nó dài lắm anh. Vâng. Dạ, vâng. Thì ở Nhật báo Người Việt có làm cái lễ tưởng niệm rất là đơn sơ. Một số bạn bè thân hữu và đồng nghiệp cũ của anh lên phát biểu chia sẻ ý kiến về anh. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng mà rất là trịnh trọng và ai cũng quý mến anh. Đó là cái cảnh qua ngày hôm sau thì thưa quý vị, bắt đầu xét ở nhà quan. Đây là cái cảnh mà tôi và anh Mai Phi Long ngày hôm thứ Bảy lên, chúng tôi thắp mỗi người ba cái vái lại của chúng tôi cắm xuống. Sau đó chúng tôi lui trở lại, tôi còn nhắc anh Long là thêm hai cây nhang nữa cho hai đứa chúng tôi. Hai đứa chúng tôi là hai đứa duy nhất mà vái nhang hai lần. Đây là cho khán giả SBTN, theo đúng yêu cầu của quý vị. Chúng tôi đã từng làm điều này khi mà đám ma anh Việt Dũng, đúng không? Vâng. Bởi vì chúng tôi biết có nhiều khán giả ở xa không thể về, gọi là thắp nén nhang cho nhà báo Vũ Ánh được. Chúng tôi xin được thay mặt quý vị và chúng tôi đã được quý vị trao cho cái nhiệm vụ đó. Và chúng tôi làm cái nhiệm vụ đó. Trong cái đoạn video clip hồi nãy thì vâng, cái đoạn đầu có cô Tố Uyên thắp nhang được không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh Thanh có lẽ lùi lại vâng, khúc đầu. Có cả cô Victoria Tố Uyên, một đồng nghiệp của tôi. Đây là cô em gái Tố Uyên của tôi, đây. Ngày hôm đó thì phái đoàn của đài SBTN đi rất là đông từ tầm và lớp sau Trúc Hồ. Cô Tố Uyên là nhạc sĩ Trúc Giang. Đúng rồi, thân phụ của nhạc sĩ Trúc Hồ, đúng rồi. Đây, nhạc sĩ Trúc Giang làm dấu, đó. Thì hôm đó có cả nhạc sĩ Trúc Hồ, cả luật sư Đỗ Phủ, rồi nói chung là phái đoàn SBTN đi rất là hùng hậu ngày hôm thứ Bảy. Và phái đoàn SBTN là nếu mà nói về truyền thông là phái đoàn vô đầu tiên. Lúc 4 giờ vừa bắt đầu cho viếng xác thì là phái đoàn của SBTN đã vô đầu tiên. Tối hôm trước thì nhạc sĩ Trúc Hồ cũng có đến chia sẻ tại cái buổi tưởng niệm. Ngày hôm qua thì đám ma thì phải nói là rất cảm động thưa quý vị. Trong 2 ngày về mặt tôn giáo đó thì có đến cả hơn 10 vị chư tăng đến để mà tiến gọi là làm lễ cầu siêu cho anh Vũ Ánh, mà trong đó là có những vị như tôi biết là Hòa thượng Thích Chân Thành, Hòa thượng Thích Nguyên Trí, Hòa thượng Thích Tín Nghĩa, Hòa thượng Thích Phước Thuận, những người ở xa. Rồi ngày hôm qua thì đám tang có thể nói là hầu như tất cả cơ quan truyền thông Việt ngữ ở miền Nam California và các nơi khác đều có tề tụ ở đây. Đám ma này như tôi nói là nhiều nhà báo lắm. Đây là nhà báo Yến Tuyết, là vợ phu nhân của cố nhà báo Vũ Ánh, cái người đang cắm cây nhang đó thưa quý vị. Cũng là một đồng nghiệp và là một đàn em của Vũ Ánh khi ông còn làm chánh sở ở tại Đài Phát thanh Sài Gòn trước năm 75. Cô này thì lúc đó là sinh viên báo chí ở Đại học Vạn Hạnh mới ra trường và về làm dưới quyền chú Vũ Ánh. Đây cái quý vị thấy là những cái giây phút ở tại Nhật Bản, và đây là bắt đầu chuyển ra nơi mà thiêu xác anh Vũ Ánh. Ngày hôm qua phải nói là cái điều mà tôi nhận được đó, thưa anh Mai Phi Long,
là tất cả ngưỡng mộ anh Vũ Anh. Hôm nọ thì họ quý mến anh, nhưng mà ngày hôm qua họ nói ra cái lời ngưỡng mộ. Quý vị thấy toàn là những cái người mà celebrity đi. Chắc quý vị nhận ra có cả nghệ sĩ Kiều Trinh, tài tử Kiều Trinh, rồi hôm qua tôi thấy cả ca sĩ Mai Hương cũng đến này. Nghĩa là văn nghệ sĩ đến cũng rất là nhiều, bởi vì chúng ta biết là anh Vũ Anh trước năm 2015 làm Đài Phát thanh Sài Gòn thì cũng rất được nhiều người biết. Mà hồi đó anh đi chiến trận, đi toàn những cái chuyến ở xa, đi ra chiến trường. Đó, anh thấy tôi phải công nhận là cái đám tang này là khí thế đó. Cái người đi đầu tiên cầm cái đĩa là người con trai trưởng của anh. Đây là nhà báo Nguyễn Tuyển, nhà báo Dương Phục, và cái người bên tay phải là nhà báo Lê Phú Nhuận. Những người mà gắn bó với anh Vũ Anh trong hơn 50 năm qua, từ cái thời mà còn làm ở Đài Phát thanh Sài Gòn. Bên tay phải nhà báo Ngọc Hải Phương, là bên trái nhà báo Yến Tuyết là vợ, ở bên trái nữa là cả tài tử Kiều Trinh. Dương Phục thì quý vị cũng biết là nhà báo lớn ở bên thành phố Houston, tiểu bang Texas. Anh đã đi qua hai vợ chồng và cả chị Vũ Thanh Thủy nữa, đi qua từ hôm thứ 6 để mà coi như tiễn đưa người bạn của mình. Cảm động lắm anh, hôm qua tôi thấy mấy ông này ông ôm quan tài cảm động lắm. Họ là bạn bè gắn bó với nhau mấy chục năm. Từ nghĩa là họ nói hôm qua ông anh Lê Phú Nhuận lên nói là cái thế hệ chúng tôi là thế hệ làm báo, nhưng mà trong chiến tranh chúng tôi gắn bó với nhau lắm. Còn những bạn tù của anh thì sao? Hôm qua tôi có được phỏng vấn một cái người bạn tù ở trại Z30C Hàm Tân. Đó là ông Nguyễn Ngọc Lập. Ông nói rất, ông này thì ông nói bố ả lắm. Ông nói trực tiếp, ông nói nghĩ sao ông nói. Ông bảo đó, trong tù ông Vũ Anh có một cái đặc biệt đó, là ông chuyên môn đặt tên cho người ta. Rất là dí dỏm, mà đặt cho ai là chết tên người đó. Nhưng mà ông nói đó là chuyện dí dỏm trong tù chơi thôi. Một cái điều quan trọng, ông này lời Nguyễn Ngọc Lập nói là ở trong tù anh Ánh không bao giờ vướng vào tình trạng là tục ăn, tức là dành ăn, ăn uống tục tặc. Anh nói rằng cái ông này ông bảo rằng là trong cái chốn khốn nạn như trong tù đó mà giữ được tư cách mới là khó. Còn sang tới bên Mỹ này, cà vạt vét tông không nghĩa gì. Đó là lời ông chạy tù Z30C ông nói. Riêng nhà báo Đinh Quang Anh Thái thì ngày hôm qua ông này là phụ tá chủ nhiệm của báo Người Việt cũng làm chung với tôi, thì ông nói rằng cái sự ngưỡng mộ của ông đối với ông Vũ Anh là đã dám sống ngẩng cao đầu, nhất là trong một cộng đồng còn nhiều người hủ lậu mà riêng tôi thì vẫn còn bị ràng buộc. Tức là anh Đinh Quang Anh Thái anh thừa nhận là anh chưa được dành Vũ Anh trong chuyện đó. Và trong cái bài điếu văn đó, bà Yến Tuyết ngày hôm qua có đọc cũng nhiều cái lý thú lắm. Bà nói như thế này là bà không ngờ có một ngày phải đọc cái điếu văn sớm như vậy cho người chồng để tiễn đưa người chồng yêu quý của tôi. Xin cảm ơn độc giả thầm lặng đã ủng hộ quyền tự do ngôn luận mà nhà báo Vũ Anh luôn trân trọng. Đó là những cái lời mà chúng tôi nghe được ngay tại đám tang. Chúng ta cũng biết một đời người thì cũng qua đi rồi, nhưng mà anh Vũ Anh sống trong cuộc đời anh đã sống với cái thật của anh. Tôi có nói đêm mới chia sẻ tại buổi báo tưởng niệm báo Người Việt, anh Long nhớ. Và nếu chúng ta sống thật của chúng ta, đêm chúng ta ngủ không phải suy nghĩ gì cả, chúng ta ngủ cách ngon lành, và nếu khi chúng ta ra đi chúng ta cũng đi ngon lành như anh Vũ Anh và anh Việt Dũng. Anh Việt Dũng cũng vậy, thưa quý vị, lúc mà còn sống anh cũng thẳng thừng nói ra, cũng có nhiều người không thích anh đâu, cả anh Vũ Anh cũng thế. Nhưng mà đó là những con người, người ta chân thật. Và người ta, chúng ta sống để làm gì? Cha mẹ chúng ta dạy chúng ta chân thật, mà tại sao sau này chúng ta không chân thật? Chúng ta là bất hiếu nhé. Bởi vì lời cha mẹ dạy mà chúng ta không nghe theo. Chỉ xin chia sẻ với quý vị về đám tang Vũ Anh mà thôi. Thì tôi có cái may mắn làm việc với anh 4 năm. Xin lỗi quý vị, 10 năm trong giới truyền thông ở đây. Anh Mai Phi Long gần 1 năm trời đúng không? Dạ vâng. Dạ. Và ngày hôm qua hình như là ngày mà chúng tôi kia là có buổi lễ tang lễ mà hỏa táng anh chú Vũ Anh.